Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Tú. Chào mừng tất cả các bạn đã quay về trở lại cái kênh của mình. Kênh của mình tên là gì? Kênh của mình là Vlog với Tú. Cả Tú Vlog. Thì ngày hôm nay là một cái tập, không phải là một cái tập, ngày hôm nay là một cái trải nghiệm của mình với tất cả những người em, những người thân quen của mình. Đầu tiên là chúng mình sẽ cần có củi để mà nhóm lửa. Thì cái củi thì cần có gì mày? Củi, quẹt. Quẹt né này, quẹt hút thuốc, cái quẹt để mà nhóm lửa. Nhưng mà anh tính là không quay đâu, tại vì sáng là nó mưa rồi là không quay đâu, nhưng mà thấy trời tạnh xong rồi là quay tiếp. Chắc là mưa tiếp á, phải cần thêm có gần ho đấy nha mọi người. Ho là gì? Ho nói tiếng Kinh là gì? Ngô ngò cây thông á mọi người. Cái đó nhóm lửa rất là mạnh nha. Cây nào càng già nó sẽ đốt càng cháy càng nhanh. Càng nhanh. Càng nhiều càng tốt. Cái nào mà trẻ, cái nào mà nhỏ tuổi, không phải. Nói cái câu nào nó hay hơn chứ, nhỏ tuổi nó thiên về con người rồi. Cây nào mà lâu năm á là nó sẽ nhóm được, nhóm lửa đốt càng kiểu vậy. Rồi mình sẽ quay cái này. Ủa mấy đứa làm gì á? Trời ơi, người ta trẻ như vậy mà kêu bằng chú, kêu bằng anh thôi. Chắc cũng tầm 26, 27 hà. Anh trẻ mà trời. Ê mưa nha, coi chừng là cái thử thách hôm nay không có làm được nha. Hello mọi người, mưa. Mình là Lương Khu đây. Mưa là về nhà em nấu á, chứ không phải là nấu ở đây đâu à. Đây coi thằng này nó đang làm gì. Trời ơi, đã bảo là đừng kêu chú rùa, kêu anh đi. Người ta trẻ. Đang này tưởng được đang này đang ngồi ý. Đang ngồi nói chuyện với gái. Gái gì ở đây đâu có sống đâu mà gái. Đang selfie. Ôi mình không đó, làm cách hết rồi đó. Ô mưa rồi kìa. Cái dường như là hôm nay trời không có cho mình quay vlog hay sao á. Xuống cái trời chỗ người ta làm gì kia đi. Cái chòi là ở đây luôn hả? Để xe ở đây hả? Để xe trên. Có chòi mà. Chòi bằng bao phân á. Có chòi. Có à. Kìa. Chòi nhỏ. Đi. Không, chòi to cha. Chứ bà chòi đó mà cha. Nhưng mà. Thì chòi ở kia nó to hơn kìa. Trời ơi, chòi nào cũng là chòi thôi. Coi bộ mưa này hơi to nha. Nó hết xong rồi, cái gỗ này nó cũng ướt rồi, nó không nhóm được. Rồi tính sao, cái chòi nào này, cái chòi nào gần thì mình đi. Chòi nhà hoang. Nhà hoang nào? Đây nè, nhóm ở đây nè. Rồi chết cái cây. Mình sẽ nhóm. Thật sự là hôm nay tự nhiên mưa tầm tã. Mấy ngày hôm kia, nguyên một tuần hôm kia là trời rất là nắng. Và gọi là sáng sớm thì có sương mù thiệt đó, nhưng mà nó không có lạnh. Và ngày hôm nay á, khi mà mình đi lễ xong á, mình cảm thấy rằng là trời rất là âm u. Mặc dù là sáng sớm ngày bình thường rất là nóng, tầm 7 giờ 8 giờ là trời nóng rồi. Hôm nay 7 giờ 8 giờ là trời mưa. Mưa phùn xong rồi là bắt đầu tầm khoảng 10, 11 giờ. Hiện tại là 12 giờ á. Trời vẫn đang còn mưa. Không biết trời hôm nay làm sao nữa. Đường sao? Đi chòi nào. Chỗ nào mày? Ở trên kia là ủy ban nhân dân xã. Còn ở trên này là cái nơi mà mình ở. Nhưng mà ở đây còn ngọn đồi nhỏ nên là không thấy ngôi nhà nào nha. Mưa luôn rồi nha mọi người.
Trời ơi, mưa rồi, cái củi này làm sao đây? Mấy đứa này đang tấu hài, mình không biết làm sao luôn á. Đang kiếm cái chòi nào ở, thứ nhất là kiếm cái chòi ở, mình không có quan tâm hôm nay mình nấu mì hay không, nhưng mà kiếm cái chòi nào ở để trú mưa thôi. Có ông này thì mày, anh ơi cho mượn cái tàu này để làm mưa, tàu mưa. Anh mới về mà. Khiên, tính sao khiên. Tính sao đây? Chắc bây giờ đây nè. Chắc bây giờ tính là nhóm ở đây nhưng mà sợ chết cái cây quá. Cái cây. Đây này xong trăm tuổi. Cây. Cây đa xong. Nhóm nhanh đi, nhóm nhanh. Đâu, tuân lòng ấy. Mưa cái này mưa phùn thôi. Rồi, tụi mình quyết định là tụi mình sẽ nhóm mưa, nhóm rào, ở đây. Mưa rào. Này mưa phùn. Hai chú đâu mưa tôi như vậy. Mưa lại nữa. Bao nhiêu thùng thế này nè. Tổ. Ăn bình đôi ru quá. Gùm gùm rồi gùm xin ho đấy. Tụi mình ăn phần đó đất tên quần như anh nhỉ, phần đất tên mình chào nhỉ. Rồi tụi mình bắt sẽ bắt đầu chuyển chỗ nha mọi người. Ok. Bula. À, biết rồi đây. Bỏ đây luôn nha. Ok. Con này bỏ như thế, bỏ như thế. Cái này tên gì nhỉ? Không biết tên. Củi. Không, đâu phải củi. Cái này cây. Cái này là cây. Không phải cây thì là sla nhá, cái này sla. Mông ngô. Mày ra thế này là thôi. Ồ, dở. Nhìn sang trái mày, nhìn sang trái mày. Chết. Nhiều quá đi. Nghe đằng hàng đâu rồi. Đằng đâu là phải mạnh mẽ. Trời ơi, biết mấy đứa mạnh mẽ rồi. Ui bật. Ui bật tăng rên tăng đinh phẳng. Trời ơi, cáp mưa rồi. Thì có cáp như cái cháu kia luôn. Ui mưa to rồi. Thiệt là hôm nay trời. Trời nó không ủng hộ các bạn ạ. Đúng là ông trời không có mắt. Tại hôm qua Sla là mang mì về nấu nhà em. Ôi, đúng, bỏ nhiều ớt vô. Đúng rồi, có. Tính sao? Ôi, chứ mưa kia. Kiểu này là khó chịu lắm á. Đi qua trời kia đi. Mệt, mệt, mệt mỏi. Xuống chỗ trời nhỏ kia kìa. Phải bị điên là đúng. Chỗ trời nhỏ đó. Điên quá. Cái trời em cũng nhỏ xíu bên này. Tôi muốn thằng mày. Đâu, năm thằng á. Tôi mi. Năm thằng. Trời anh im rây thả luôn. Về nhà sẽ là bỏ mì tôm, bỏ nhiều ớt vô. Bỏ nhiều ớt vô xong đây ăn. Rồi tính sao này, họp ở đây tính sao này. Đây hả? Tất cả có mọi thứ nhưng mà không có cái anh ho, không có cây ngô. Nè, lấy cái bao này đốt. Để dép ai cao su đốt luôn. Đây, dép đây. Nè, nhưng mà mưa kiểu này trời ơi. Đâu, không có... Sla nhà Sla là tốt nhất đúng không Sla? Thôi về nhà em. Không có view. Okay. Ừ, không có view. Trời ơi, qua nhà sàn nhậu. Nhà sàn nào chơi? Nhà sàn sân bóng đá đó. Hay là giờ lên chỗ rạp cây người ta nấu đi. Rạp cây là chỗ nào? Rạp chỗ người ta đan mắt on. Mày bị điên à. Nào, ở gần đó thôi. Người ta cho rạp. Mình bọn mình bắt đầu chuyển chỗ nha mọi người. Bây giờ thì bọn mình về nhà mình để ấy nha mọi người. Bye bye mọi người. Xin khúc điện thoại mà chứ mà. Oh shit. Vậy á. Xin có xam bùng bơ xin bơ. Cũng phải anh tập lên bơ xin bơ. Lấy đồ rồi sang mục của giỡn rồi cơ. Ê ní bắt đầu hai nhóm lửa tự nhiên là cu miểu phản tay. Chạy mưa. Cái chết mà mi rồi lửa. Mình đăng ký. Mưa. Mưa. Tiền bạn. Chết. Hello mọi người. Đây là củi. Đây là củi, còn đây là lửa. Đây là lòng, đây là bột. Sắp lò. Còn đây là thù hạc. Còn đây là...
Tiền ít nhiều tủa tình nhỏ. Tình nhỏ. Về tình luôn nhỏ. Đi cho rồi. Về luôn rồi con nghe. Tụi này nói về đi. Sau một hồi thì đây cũng là một cái quyết định sáng suốt. Về là tốt nhất. Mưa to quá. Hello mọi người. Thử thách ngày hôm nay không thành công. Trời mưa. Trời mưa không nhóm lửa được. Trời rất là mưa luôn. Ủa bây giờ nó tạnh rồi. Trời ơi là trời thôi về luôn ấy. Ủa trời bây giờ nó đang tạnh luôn á. Và video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Mọi người hãy like và nhấn theo dõi kênh nha. Để xem video tiếp theo nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.